Bộ Y tế sáng ngày 4 tháng 7 thông báo 267 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 263 ca lây nhiễm trong nước. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu số ca mắc mới với 217 ca. Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi chiến lược điều tra, truy vết, khoanh vùng. Một trường hợp bị bỏng nhập viện điều trị mới phát hiện mắc COVID-19. Bình Định các ca nhiễm COVID-19 từng đến nhiều cơ quan nhà nước, chợ Bồng Sơn. Ra vào Thành phố Vinh phải có kết quả test nhanh COVID-19. Thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh sẽ được Khỏe Mạnh đúng cách cập nhật ngay sau đây. Theo Bộ Y tế, 267 ca mắc COVID-19 công bố sáng nay, ghi nhận 4 ca nhập cảnh cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình, 263 ca ghi nhận trong nước, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 217 ca, tỉnh Phú Yên 17, Long An 15, Khánh Hòa 9, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Tháp mỗi tỉnh có 2 ca, và An Giang 1 ca. 250 trên 267 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 17.462 ca ghi nhận trong nước và 1.847 ca nhập cảnh. Riêng trong đợt dịch thứ tư, đã có 15.892 ca mắc mới trong nước. Theo ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, một nữ bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, không may bị bỏng nước sôi vào ngày 22 tháng 6. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện City CH, quận Bình Tân, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 23 tháng 6, thì người này được khẳng định nhiễm COVID-19. Sang ngày 24 tháng 6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trương Vương để điều trị. Tại đây, bệnh nhân phải điều trị hai bệnh cùng một lúc là vết thương bỏng diện tích 10%, độ 3 sau ở tay phải và bụng. Bên cạnh đó là tiếp nhận phác đồ điều trị COVID-19. Nếu tình hình COVID-19 nặng lên, thì diễn tiến bệnh cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân này được tiên lượng tốt, vết thương do bỏng hồi phục ổn định, các triệu chứng COVID-19 cũng giảm dần. Đáng chú ý, những ngày qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm COVID-19 liên tục nằm ở mức 3 con số. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tình hình dịch bệnh tại đây đang diễn biến phức tạp, khó lường, số lượng ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã có hơn 5.435 trường hợp nhiễm. Trước tình hình đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những thay đổi trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng trong đợt cao điểm để nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, thành phố sẽ xác định khu vực khoanh vùng trong 1 giờ hoặc sớm hơn sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm bệnh. Để có căn cứ khoanh vùng, nhân viên điều tra dịch tễ sẽ tiến hành nhanh KF0 kết hợp với đánh giá thực địa để có cơ sở khoanh vùng phạm vi xử lý. HCDC cho biết, đối với công tác điều tra dịch tễ, xác định các mốc dịch tễ của F0, lập danh sách F1 gần, F1 xa và F2 của F1 gần sẽ được điều tra theo thực tế tiếp xúc, không theo hộ khẩu. Đồng thời, những người tiếp xúc với F0 sẽ được phân loại mức độ nguy cơ tiếp xúc, từ đó sẽ lên phương án xử lý thích hợp. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tùy theo từng đối tượng sẽ có các nguyên tắc riêng. Đối với tất cả trường hợp F1, sau khi được lập danh sách sẽ được chuyển ngay về khu cách ly tạm thời của quận, huyện để điều tra dịch tễ. F1 sẽ được làm test nhanh ngay, đồng thời lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định nhiễm COVID-19. Như vậy, 100% ca F0 phải được khởi động điều tra trong vòng 1 giờ, F1 có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ. Đối với các đối tượng khác như F2, xét nghiệm mở rộng sẽ được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu gộp theo từng hộ gia đình hoặc 2-3 hộ trong cùng một mẫu gộp để thuận lợi cho việc truy vết sau này. Nếu kết quả test nhanh dương tính COVID-19 thì xử lý những trường hợp nhiễm trong khi chờ kết quả khẳng định PCR. Đến nay, làn sóng COVID-19 lần thứ tư đã lan khắp hầu hết cả nước. Theo điều tra dịch tễ, các F0 ở tỉnh Bình Định được Bộ Y tế công bố vào tối ngày 3 tháng 7, nhiều lần đến chợ Bồng Sơn, hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn trước khi được xác định nhiễm COVID-19. Đây là các địa điểm liên quan đến 2 ca F0 là cặp vợ chồng ở phường Bồng Sơn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng ngày 3 tháng 7, được Bộ Y tế công bố mã bệnh nhân vào tối ngày 3 tháng 7. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, người vợ bị ho, sốt và tự mua thuốc về uống gần một tuần qua. Đồng thời, hai vợ chồng thường đi chợ Bồng Sơn hàng ngày nên có nguy cơ lây nhiễm cao. Hiện tỉnh đang cách ly tại bệnh viện 34 trường hợp, 29 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm PCR, 307 trường hợp tại các khu cách ly tập trung và 6.401 trường hợp tại nơi lưu trú. Tại tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã dừng áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 đối với thành phố Vinh.
hơn 5.000 dân chuyển sang cách ly xã hội theo chỉ thị 15, song vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ để kiểm tra người ra vào. Tại các chốt duy trì, người dân phải xuất trình giấy xác nhận kết quả test nhanh và xét nghiệm kết quả âm tính COVID-19, đủ điều kiện qua chốt. Nếu đủ điều kiện qua chốt, phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đối với các chợ dân sinh, bắt buộc phải đảm bảo công tác phòng dịch. Người dân ra vào chợ khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay, đứng cách xa nhau tối thiểu 2 mét. Như vậy, từ ngày 13 tháng 6 tới nay, Nghệ An ghi nhận 119 ca COVID-19. Trong số đó, thành phố Vinh 81 ca, Huỳnh Lưu 5 ca, Huỳnh Hợp 5 ca, Nghi Lộc 4 ca. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!